Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Động tĩnh nhất như. Tại Vạn Phật Thành, chúng ta chỉ có thọ khổ. Tuy thọ khổ, nhưng chúng ta cũng có thể tiêu trừ được nghiệp tội. Bởi vì từ vô lượng kiếp, chúng ta đã có rất nhiều chướng ngại, nên mới cả ngày cứ phiền phiền não não, tranh tranh cãi cãi, và trong tâm chúng ta không lúc nào được bình an. Nếu quý vị đến Vạn Phật Thành mà chịu được chút khổ, đó gọi là bồi bổ ngoại công. Khi có ngoại công rồi, sau đó quý vị mới có nội quả. Nếu quý vị không có ngoại công thì nội quả cũng sẽ không thành tựu được. Ngoại công là làm việc đức hạnh, trong động là tu phước. Nội quả là tu huệ trong tỉnh. Quý vị cần phải đem động tỉnh tôi luyện cho được nhất như, gọi là động không trở ngại tỉnh, tỉnh không trở ngại động. Động là tỉnh là động, động tỉnh không phải hai. Một khi quý vị tập luyện công phu này gom thành một khối, thì định lực sẽ hiện tiền. Lăng Nghiêm đại định không phải là nói chúng ta tọa thiền mới có. Khi quý vị đi, đứng, nằm, ngồi, mà không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển, không bị ngoại cảnh dao động và không bị vọng tưởng quấy rầy, đó tức là định. Nếu quý vị ngồi ở đấy mà cứ vọng tưởng lung tung, không nghĩ đông thì nghĩ tây, như thế là không có định lực. Hay là quý vị thấy được cảnh giới thì liền bị cảnh đó lay chuyển, đó là không có định lực. Định lực là động tĩnh không hai, khi động mà mình không bị cảnh giới lay chuyển, đó là tĩnh. Lúc tĩnh mà mình không bị vọng tưởng quấy nhiễu, đó cũng là động. Nếu quý vị tu được động tĩnh như nhau, thời công phu liền thành một khối. Công phu đã thành một khối rồi thì không phải là động, cũng không phải là tỉnh. Không phải không, cũng không phải có, đó chính là trung đạo đấy. Giảng ngày 12 tháng 10 năm 1985. Ha ha ha, 问什么的说